Ngày 23 tháng 5 năm 2024, thứ năm tuần 7 thường niên, Marco, chương 9, câu 41 đến câu 50. Chúa muốn chúng con sống thánh thiện, phải can đảm hy sinh cắt đứt những dịp tội và không được lôi kéo kẻ khác vào tội lỗi. Chỉ có Chúa mới thấy tội lỗi gây ra cho con sự đau khổ trầm luân biết bao. Thế nên, Chúa đã hy sinh xuống thế làm người và chịu chết trên thánh giá để cứu chúng con khỏi tội lỗi. Công ơn cứu chuộc của Chúa, chúng con xin trọn đời ghi khắc trong tim. Chúa nhìn thấy con hiển thị và dạy dột trường nào. Rất nhiều lúc, chỉ vì thú vui lợi lộc bao qua mà chúng con đã liều mình bao, lao vào tội lỗi. Những dịp tội ở gần bên cạnh con, ở ngay trong chính bản thân con. Dịp tội mang dáng vẻ quyến rũ, ngọt ngào, dễ thương, nhưng bên trong chất chứa đầy độc giết người. Xin Chúa giúp chúng con biết cảnh giác đề phòng những cạm bẫy của ma quỷ, thế gian và xác thịt. Chúa ban cho con sức mạnh để con chống trả những cơn cám dỗ. Và xin Chúa ban cho chúng con lòng can đảm để biết hy sinh khước từ những gì lôi kéo con xa Chúa. Nếu cần, xin Chúa dạy chúng con hy sinh ngay cả sự sống của thân xác chúng con. Luôn biết thận trọng trong lời nói, việc làm, cách sống để đừng tạo nên ảnh hưởng xấu nơi người khác, nhất là nơi giới trẻ. Xin Chúa giúp chúng con biết làm gương sáng cho người khác và góp phần thánh hóa thế giới. Amen.